triển vọng và thách thức với phương án Ukraine trung lập. Tuyên bố trung lập có thể là giải pháp khả thi giúp Ukraine thoát khỏi xung đột với Nga nhưng sẽ đối mặt với nhiều thách thức về đảm bảo an ninh. Cuộc đàm phán song phương tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29 tháng 3 được đánh giá là bước tiến quan trọng nhất trong hơn một tháng qua khi Ukraine đề xuất áp dụng trạng thái trung lập để đổi lấy các đảm bảo an ninh. Nga đánh giá đây là cuộc thảo luận có ý nghĩa và đồng ý giảm mạnh hoạt động quân sự ở miền Bắc Ukraine. Trạng thái trung lập đồng nghĩa với việc Kiev sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và không thể cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự ở nước này. Đổi lại, Nga sẽ nhất trí tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đây được coi là một động thái tháo nút thắt của cuộc xung đột bởi Nga từng tuyên bố mối đe dọa từ việc NATO mở rộng tới Ukraine là một trong những lý do để phát động chiến dịch quân sự tại nước này. Giới quan sát đánh giá phương án này có triển vọng rất lớn để thu hẹp bất đồng giữa Nga và Ukraine, giúp hai nước tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình, bởi cả Kiev và Moscow đều tìm thấy những lợi ích hấp dẫn từ ý tưởng Ukraine trung lập. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO và sẵn sàng thảo luận về trạng thái trung lập của nước này. Đây cũng là điều mà người Nga có thể chấp nhận khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói phương án Ukraine trung lập có thể là một kiểu thỏa hiệp. Baska Lotat, phó giáo sư nghiên cứu về tính trung lập tại Viện Nghiên cứu cấp cao Wadesa cho rằng trạng thái trung lập của Ukraine có thể là lựa chọn duy nhất mà tất cả các bên, bao gồm Nga, Ukraine, Mỹ và NATO có thể chấp nhận. Châu Âu đã không còn xa lạ với mô hình các quốc gia trung lập. Ulrika Moller, phó giáo sư Đại học Chính trị Đại học Gothenburg ở Thụy Điển, nói trung lập là công cụ hiệu quả để các quốc gia nhỏ hơn bảo vệ toàn vẹn chính trị của họ trước láng giềng lớn và cường quốc trong khu vực. Maziel Apenhurst, nhà sử học chiến tranh tại Đại học Auckland ở New Zealand cho hay, khi một quốc gia trung lập hóa, nước này đồng ý loại bỏ điều gì đó ra khỏi chính sách đối ngoại của mình để các bên khác đồng ý không tấn công họ. Với phương án này, Ukraine sẽ giống những nước trung lập khác như Thụy Sĩ và một số thành viên Liên minh châu Âu EU, bao gồm Áo, Phần Lan, Thụy Điển, Ireland và Malta. Tất cả những quốc gia này đều duy trì quân đội bởi họ vẫn có quyền tự vệ nếu ai đó vi phạm quyền trung lập. Ông Bukskov cho biết Moscow và Kiev đang thảo luận khả năng một nền trung lập giống như Áo hoặc Thụy Điển cho Ukraine. Các chuyên gia cho rằng Áo có thể là mô hình tốt nhất cho một Ukraine trung lập trong tương lai. Sau Thế chiến II, lực lượng bốn quốc gia đồng minh bao gồm Mỹ, Liên Xô, Anh và Pháp đều được triển khai ở Áo. Các nước này sau đó đồng ý rút quân với điều kiện Áo phải cam kết trung lập vĩnh viễn, điều được đưa vào hiến pháp nước này năm 1955. Điều này đồng nghĩa Áo sẽ không tham gia vào liên minh quân sự, không đứng về phe nào trong các cuộc xung đột tương lai và không cho phép các nước thiết lập căn cứ trên lãnh thổ của họ theo thời gian tính trung lập trở thành bản sắc chính trị của một quốc gia bất kể nó được áp đặt hay do nước này tự lựa chọn phó giám đốc viện nghiên cứu hậu quả chiến tranh louis portman peter chỉ ra rằng các đảng chính trị áo luôn phản đối phương án gia nhập nato và hầu hết người áo có chung cảm nhận với chính sách này áo cùng các quốc gia trung lập khác ở châu âu đã vượt qua thời kỳ căng thẳng cao độ giữa các siêu cường trong chiến tranh lạnh đồng thời tập trung phát triển kinh tế và củng cố các định chế dân chủ trong các trường hợp đó, trung lập được là công cụ địa chính trị có giá trị mà một quốc gia không liên kết và có thể sử dụng để thúc đẩy lợi ích và vị thế quốc tế của họ. Đó là lý do các vấn đề an ninh luôn được giải quyết ở Helsinki trong thời kỳ chiến tranh lạnh và Viên là nơi tổ chức các cuộc đàm phán về thỏa thuận Iran hiện nay. Thách thức Trung lập với Ukraine dường như là một công cụ chính trị lý tưởng khi một nước từng thuộc Liên Xô có thể trở thành vùng đệm giữa Nga và phần còn lại của châu Âu, duy trì mối quan hệ với cả hai bên. Tuy nhiên, đàm phán cho trạng thái này hiện khá phức tạp. Trong cuộc đàm phán hôm 29 tháng 3, Ukraine nhấn mạnh rằng họ chỉ chấp nhận trạng thái trung lập khi có những đảm bảo an ninh quốc tế. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ là bên cung cấp các đảm bảo an ninh này và mức độ đảm bảo mạnh mẽ tới đâu? Đó là vấn đề mà chúng ta đang bế tắc lúc này, Terence Hoffman, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Johns Hopkins nói. Đặc phái viên kiêm điều phối viên của Mỹ về các vấn đề năng lượng quốc tế Amos Hostein cho rằng việc tăng sản lượng này thực chất chỉ là những gì mà các nước OPEC cộng cần phải làm. Ông cho biết Washington không nghĩ tuyên bố đó là đúng. Nhóm OPEC cộng gồm 32 quốc gia sản xuất dầu mỏ do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thông qua biện pháp tăng sản lượng thêm 432.000 thùng dầu một ngày trong tháng 3. Như vậy, OPEC cộng đã duy trì mức tăng hàng tháng khoảng 400.000 thùng một ngày, mặc dù thị trường toàn cầu đang thâm hụt từ 5 đến 6 triệu thùng mỗi ngày, đặc biệt là sau lệnh cấm của Mỹ đối với dầu của Nga và các lệnh trừng phạt khác của phương Tây đã ảnh hưởng đến xuất khẩu năng lượng từ Nga. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh xuất kho 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ vào tháng 11 năm 2021 và 30 triệu thùng trong tháng 3 năm 2022. Các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Vương quốc Anh cũng đã triển khai biện pháp giải phóng các kho dự trữ dầu chiến lược để góp phần bình ổn thị trường.